học hôm bữa trước là chúng ta học về kế hoạch dạy học rồi kế hoạch bài dạy vân vân, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ qua cái module 5 thì nó sẽ gắn liền với cái việc dạy của các bạn rất nhiều, đó là cái phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học vân vân. Cái này là các bạn sử dụng thường xuyên trong cái tiết dạy của mình thì chắc chắn là các bạn sẽ học thì cũng rất là nhẹ nhàng. Bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Ở đây là cô thấy có trường nào ta? An Hội, Lê Quý Đôn, coi cái trường nào nữa, cũng ngô chát. An Hội, Lê Quý Đôn, Hạnh Thanh Phong. Ồ, thấy có từng này trường mà. Cô nhớ rồi, có hồi tuần trước nhiều trường lắm mà ta. Thấy An Hội với lại chủ yếu là An Hội. Rồi ha, chúng ta bắt đầu nha. Và bây giờ ha, các bạn sẽ nhìn cái bức tranh ở trên màn hình. À, các bạn có suy nghĩ gì? À, các bạn có thể nói những cái điều các bạn suy nghĩ trong nội dung bức tranh và nó liên quan gì, nó có liên quan gì đến cái việc dạy học của các bạn hay không, vân vân. Nhìn từ bức tranh này, các bạn có thể đưa ra ý kiến của mình. À, bạn nào mà trả lời thì các bạn có thể bật micro lên ha. À, bức tranh này, nội dung bức tranh này muốn gửi đến các bạn điều gì trong cái việc mà chúng ta dạy học, trong việc giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng. Xin mời các bạn, các bạn có thể bật micro lên, các bạn nói đi nha. Khởi đọc đầu giờ học thì cô cho các bạn là một vài bức tranh để thoải mái trước khi mà chúng ta sẽ bước vào bài, để dẫn vào bài cho các bạn. Theo các bạn có thể bật micro lên đi, trình bày ngắn gọn thôi. Các bạn Alo, cô ơi, bức rồi. tranh này có nội dung là giống như người lái tàu giỏi là phải vượt qua được những cái sóng gió của biển cả, giống như mình dẫn dắt học sinh đến những cái bến đò tri thức, chứ không phải là thấy khó khăn là mình cầu trời hay là sẽ giải quyết cho mình. Cảm ơn bạn. Bạn này có ý kiến gì nữa không? Các bạn có đồng tình với ý kiến của bạn mình vừa trình bày không? Rồi, thì các bạn thấy giống như bạn mình vừa mới nói, thì chúng ta là người giáo viên thì chúng ta phải tự chủ, tự giác để lái con thuyền nghề nghiệp, trong một cái tâm thế là phải hứng khởi ha. Trong dạy học thì giáo viên của chúng ta cần phải phát huy cái tính chủ động, tính sáng tạo rất cao. Đó cái điều mà cô muốn gửi gắm vào bức tranh nữa nha. Rồi. Bức tranh kế tiếp. À, theo các bạn là cô muốn gửi cái thông điệp gì đến cho các bạn? Các bạn có thể bật micro lên ha. Xin mời các bạn. Một trường nào đi các bạn? Có liên quan gì?
đến cái việc dạy học của chúng ta mà cô lại muốn gửi gắm các bạn qua cái bức tranh này. Cô em trả lời luôn nha cô. Xin mời em. Em đại diện bên trường An Hội ạ. Cảm ơn. Xin mời bạn. Theo em thì cái bức tranh này nó muốn nói với chúng ta là sẽ có nhiều con đường để đi đến cái kết quả mình đạt được đó, có nhiều cách thức để mình đi đến cái thành công. Có người chọn đường gồ ghề, có người chọn con đường nguy hiểm, nhưng mà cũng có những người chọn những con đường thẳng để đến đến thành công ạ. Để em xin Thì phép. vậy thì đối với việc dạy học thì các bạn có sự liên tưởng gì? Có muốn nói điều gì thông qua bức tranh này? Đối với sự dạy học nó có cái sự liên tưởng, ví dụ như là mình có nhiều cách thức để mình truyền đạt đến cho học sinh những cái kiến thức của mình đó, để học sinh có thể phát huy được cái năng lực của các con. Dạ, em xin phép ạ. Cảm ơn bạn. À, bạn đã nói chính xác ha. Rồi, à, bạn thấy rằng ha, trên cái con đường dạy học của bạn thì bạn không hề đơn độc. Trong cái chương trình giáo dục phổ thông 2018, bên cái việc mà có một bên bạn thì luôn có sự đồng hành và hỗ trợ của rất là từ nhiều phía. Và chúng ta hãy tin rằng là chúng ta có thể làm được. Khi chúng ta có niềm tin là chúng ta có thể làm được thì các bạn sẽ làm được ha. Thì đó là hai bức tranh mà cô muốn gửi đến cho các bạn cho cái chuyên đề ngày hôm nay. Thì các bạn hãy tin rằng trong cái sự nghiệp giáo dục của mình thì bạn không hề đơn độc và sẽ có rất là nhiều cái sự giúp đỡ, sự đồng hành để cho cái việc dạy của mình trở nên thành công. Đó là thông điệp cô muốn gửi đến các bạn ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào trong cái việc mà chúng ta bồi dưỡng thường xuyên đó là nó sẽ dựa vào cái thông tư số 19 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đã ban hành về cái quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên. Đó là cái lý do mà chúng ta sẽ phải tham gia cái lớp bồi dưỡng chuyên môn này. Đó là theo cái thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 12 tháng 11 năm 2019. Mục đích của việc bồi dưỡng này là bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm, rồi nâng cao phẩm chất năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho người giáo viên và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp. Đó là mục đích của cái buổi các bạn học ngày hôm nay. Đối tượng bồi dưỡng đó là các giáo viên đang giảng dạy ở các cơ sở giáo dục phổ thông. Thì các bạn thấy cái nội dung chương trình bồi dưỡng thì nó sẽ có 3 nội dung như ở trên màn hình. Và ngày hôm nay thì với mô đun 5 thì chúng ta sẽ có 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất đó là những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh. Nội dung thứ hai là các phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh. Và nội dung thứ ba là chúng ta sẽ vận dụng những phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh. Đó là 3 nội dung chính. Trước khi vào nội dung thứ nhất thì cô có 2 câu hỏi. Thứ nhất là phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh có một cái vai trò quan trọng như thế nào trong giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng? Và câu hỏi thứ hai thì giáo viên phải làm thế nào để phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh? Các bạn suy nghĩ và trả lời cho cô ha. À, bạn nào
trả lời thì các bạn có thể bật micro lên ha, và chúng ta sẽ trả lời theo suy nghĩ của các bạn. Xin mời các bạn câu hỏi thứ nhất. Nói ngắn gọn thì các bạn, theo suy nghĩ các bạn thì cái phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh thì có vai trò như thế nào trong giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng? Theo các bạn, hồi nãy trường Anh Hội đã trả lời thì bây giờ có mời các trường khác đi như Hanh Thông, Lê Đức Thọ, Vân. Các bạn có thể bật micro lên và trả lời. Theo suy nghĩ các bạn, nói ngắn gọn thôi. Xin mời các bạn, nhanh đi các bạn. Thế cô, em xin trả lời theo sự hiểu biết của em nha cô. Thì Rồi xin mời trước bạn. đây thì mình thấy là cái chương trình giáo dục của mình á, thì nó tập trung vào cái việc là dạy lý thuyết cho học sinh nhiều hơn. Có nghĩa là học sinh sẽ mình chỉ quan tâm tới việc học sinh nó học được cái gì thôi, mà mình chưa có quan tâm tới cái chưa có đặt nặng cái vấn đề là học sinh nó sẽ làm được những gì á. Đúng Thì cái rồi. việc mà phát triển cái năng lực phẩm chất cho học sinh á, thì cái năng lực ở đây á, thì mình hiểu đó là học sinh sẽ làm được cái gì qua cái bài học, và cái phẩm chất đó là cái nó giống như là cái hình thành cái nhân cách con người của học sinh đó. Như vậy phát triển phẩm chất và năng lực nó đi đôi với nhau, và nó hội tụ hai cái yếu tố đó thì nó sẽ hoàn thiện con người của học sinh hơn. Có nghĩa là học sinh sẽ áp dụng vào cái thực hành nhiều hơn là so với cái trước kia là chỉ có là lý thuyết là học được gì, mà bây giờ mình sẽ chú trọng nhiều hơn là mình làm được những gì. Theo em nghĩ là như vậy. Còn đối với giáo dục tiểu học, Tiểu học bạn thì là bạn là đang là giáo viên tiểu học thì bạn nói sâu một chút được không? dạ ý ý cô là mẹ Nãy là bạn nói chung về trong giáo dục và trong cái giáo dục tiểu học á mà mình đang dạy á, thì nó đóng một cái vai trò như thế nào, cái phát triển phẩm chất và năng lực á? cái phát triển phẩm chất và năng lực là nó sẽ giúp cho học sinh của mình nó hình thành được những cái phẩm chất cơ bản, và sau này lên được những cái cấp học cao hơn thì các con sẽ được phát triển toàn diện hơn, hoàn thiện hơn. Còn là ở tiểu học của mình giống như là mình mới bước đầu, mình đặt cái nền móng thôi.
Bạn các bạn khác có ý kiến gì không? À, chúng ta thấy ha, giống như bạn mình vừa mới nói á, ở chương trình 2006 á, thì đặt cái mục tiêu truyền thụ kiến thức đơn thuần, trả lời cho cái câu hỏi là học xong chương trình học sinh biết được những gì. Còn với chương trình giáo dục 2018 thì đặt mục tiêu là phát triển phẩm chất và năng lực cho người học, thì lúc này nó sẽ trả lời được câu hỏi là học xong chương trình học sinh làm được những gì. À, hồi nãy giống như bạn mình đã trả lời thì tuần trước thì chúng ta đã tìm hiểu về các năng lực của ở chương trình 2018, các năng lực chung, các năng lực đặc thù và năm phẩm chất. Thì chúng ta thấy rằng khi mà phát triển cho học sinh các năng lực chung, các năng lực đặc thù và năm phẩm chất thì nó sẽ giúp cho học sinh của mình phát triển rất là quan trọng, đóng một cái vai trò rất là quan trọng như sau. Đó chính là cái tiền đề cho học sinh có đủ tất cả kỹ năng ứng xử là phù hợp với từng cấp học, với từng ngành nghề trong tương lai. Và nhất là nó tạo nên một cái thế hệ học sinh có trình độ và tự tin trong giao tiếp ứng xử. Theo cô đó là hai cái vai trò quan trọng nhất. Ngoài ra thì nó có những cái vai trò khác nữa nha các bạn. Ở đây thì chúng ta không có nhiều thời gian để có thể đi sâu vào nghiên cứu, trình bày về cái vấn đề, về cái sự quan trọng của việc phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh trong giáo dục. Rồi câu hỏi thứ hai, vậy thì các bạn là giáo viên thì các bạn sẽ làm thế nào để phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh của mình? Cô em trả lời được không cô? Xin mời bạn, bạn là ở trường Anh Hội á hả? Dạ đúng rồi ạ. Dạ thưa cô, theo em á, là một giáo viên thì chúng ta có thể làm để phát triển, chúng ta có thể thực hiện để phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh, như là ví dụ như cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống này. Thứ hai nữa là kết hợp đa dạng các cái phương pháp dạy học hiện đại với lại truyền thống. Và cái thứ ba nữa là chúng ta vận dụng dạy học giải quyết theo vấn đề. Và cái thứ tư nữa là chúng ta vận dụng dạy học theo tình huống. Và cái thứ năm nữa là chúng ta dạy học theo định hướng hành động ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Thì chúng ta thấy rằng ha, để mà có thể giúp cho học sinh của mình phát triển được phẩm chất và năng lực thì người giáo viên của chúng ta trong cái thời đại 4.0 này á, thì giáo viên cần phải linh hoạt vận dụng những cái kỹ thuật dạy học, những phương pháp dạy học và giáo dục để giúp cho học sinh của mình có một cái sự say mê, cái sự hứng thú học tập qua cái từng bài dạy học của mình. Thì có nhiều cách, thì tùy vào cái đối tượng học sinh của mình thì chúng ta sẽ vận dụng những cái phương pháp kỹ thuật phù hợp với từng đối tượng học sinh. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua một phần khác. Ở phần này á, thì cô không có trình bày nhiều mà cô thường đưa ra các câu hỏi để các bạn trình bày. Tại vì cô nghĩ rằng là những cái lý thuyết này thì chúng ta cũng đã biết, nên bây giờ cô mà nói nhiều quá nó không có sự tương tác, nên thường là cô sẽ đặt các câu hỏi cho các bạn để các bạn có thể tương tác với cô. Rồi, tiếp theo, các bạn sẽ nhìn trên màn hình, các bạn sẽ thấy gì qua hình ảnh lớp học này? Đây là hình ảnh lớp học thứ nhất và đây là hình ảnh của lớp học thứ hai. Các bạn có suy nghĩ gì? Đây là hình ảnh thứ nhất, đây là hình ảnh thứ hai. Hình ảnh thứ nhất thì nó, em trả lời nha cô. Hình ảnh Rồi, thứ nhất xin mời là em nhìn vô thì em thấy là giống như là cái phương pháp dạy học truyền thống ngày xưa của bạn. mình á, là Đúng học rồi. trò ngồi nghe cô giảng. Đúng. Còn cái hình sang thứ hai á là cái phát huy được cái năng lực chủ động sáng tạo của học sinh. Học sinh sẽ chủ động nắm bắt kiến thức và giáo viên lúc này sẽ chỉ là người hướng dẫn thôi. Hướng dẫn tổ chức cho các em. Cảm ơn bạn. Còn ai có ý kiến gì không?
Còn nay cái chuyện gì nữa? Nãy giờ bạn ở trường An Hồ trả lời quá trời luôn rồi, còn các trường khác. Không? Xin mời các bạn. Bạn Ly nói là giáo viên là trung tâm, học sinh hình ảnh thứ hai là học sinh là trung tâm. Còn gì nữa không các bạn? À bây giờ ha, các bạn nhìn ở cái hình ảnh thứ hai thì các bạn thấy ở đây có hai bức tranh đúng không? Ở trên slide này có hai bức tranh khác nhau, thì các bạn thấy rằng là học sinh nó ngồi theo nhóm đúng không? Vậy thì các bạn có theo các bạn cô muốn gửi gắm điều gì ở đây khi mà cô đưa những bức hình là học sinh đang ngồi làm việc theo nhóm như thế? Nó khác với bức tranh thứ nhất. Thưa cô, theo em ấy là cô muốn gửi gắm là chúng ta là giáo viên thì chúng ta cần phải có cái sự chủ động sáng tạo trong cái phương pháp dạy học, và chúng ta sẽ phải tìm nhiều cái phương pháp để làm sao cho các con tiếp cận được cái kiến thức một cách tốt nhất và phát huy được cái năng lực phẩm chất của các con một cách tối ưu nhất ạ. Cảm ơn bạn. Thì chúng ta cái gì chúng ta cũng sẽ phải tùy thuộc vào cái đối tượng học sinh của mình, tùy thuộc vào cơ sở vật chất đúng không, vân vân, và nội dung bài học. Thì chúng ta có thể là cho học sinh làm việc theo nhóm, luật theo nhóm. Thì các bạn thấy hiện nay thì chúng ta thường hay cho học sinh làm việc theo nhóm, nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ thảo luận theo nhóm, mà phải tùy thuộc vào cái nội dung của bài. Chúng ta sẽ xác định cái phù hợp nhất để cho học sinh của mình nha các bạn. À, cái điểm nổi bật giữa hai bức tranh này thì các bạn thấy ha, học sinh thì ngồi một chỗ thụ động, còn bức tranh này thì học sinh nó sẽ được ngồi theo nhóm theo cái trình độ học sinh của mình, vân vân. Đó là cái nội dung mà cô muốn gửi gắm cho các bạn. Tiếp theo ha, chúng ta thấy cô muốn gửi gắm một điều là lúc này thì giáo viên sẽ dễ dàng phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh khi mà chúng ta vận dụng các phương pháp kỹ thuật dạy học phù hợp. Và cái việc vận dụng các phương pháp kỹ thuật dạy học thì nó cũng sẽ góp phần cho chúng ta tạo nên một lớp học hạnh phúc. Một cái lớp học hạnh phúc đó là khi mà trong đó có sự tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ khó khăn, rồi nói lời yêu thương, suy nghĩ tích cực, giữ lời hứa thành thật, cố gắng hết mình, biết cảm ơn và xin lỗi, và biết lắng nghe và quan tâm. Đó, giáo viên của chúng ta sẽ giúp cho các học trò của mình trong một lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc thì học sinh sẽ hạnh phúc nha các bạn. Trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, học sinh hạnh phúc, đó là thông điệp cô muốn gửi đến các bạn. Rồi, tiếp theo, bây giờ nó mới vô nội dung đầu tiên là những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh. Thì tuần trước thì chúng ta đã tìm hiểu rất kỹ về phẩm chất và năng lực. Thì chúng ta thấy rằng ha, giáo dục theo hướng phát triển năng lực người học, đó là một cái xu hướng mà các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới áp dụng. Thì ở nước ta thì cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì nó đã được ban hành kèm theo thông tư số 32 duyệt 2018, thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã chuyển dạy học truyền thụ kiến thức một chiều sang giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. À, phải đảm bảo phát triển phẩm chất và năng lực người học thông qua nội dung giáo dục và những kiến thức kỹ năng cơ bản, thiết thực, hiện đại, hài hòa, trí, đức, thẩm mỹ, rồi chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức,
kinh nghiệm đã học để giải quyết các vấn đề trong học tập và đời sống. Thì chúng ta thấy rằng cái định hướng quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học nói chung và đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học nói riêng, đó chính là phát huy tính tích cực, tính tự lực và sáng tạo, phát triển năng lực hành động nè, năng lực cộng tác làm việc của người học. Và đó cũng là cái xu hướng tất yếu trong cái cải cách phương pháp dạy học ở mỗi nhà trường. Và chúng ta thấy rằng đổi mới phương pháp dạy học thì nó đang thực hiện bước chuyển từ giáo dục, chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học. Theo đó thì chúng ta thấy rằng phương pháp dạy học nó sẽ chú trọng vào cách học. Cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực phẩm chất cho học sinh, rồi tăng cường việc học tập trong nhóm, rồi đổi mới quan hệ giáo viên và học sinh theo hướng cộng tác, rồi bổ sung các chủ đề học tập tích cực liên môn nhằm phát triển năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp, rồi phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, hình thành và phát triển năng lực tự học của người đọc, của học sinh. Thì chúng ta thấy rằng có thể lựa chọn một cách linh hoạt các phương pháp chung và phương pháp đặc thù của môn học để thực hiện nha các bạn. Tuy nhiên thì dù sử dụng bất cứ phương pháp nào thì chúng ta cũng phải đảm bảo được cái nguyên tắc đó là học sinh tự mình hoàn thiện nhiệm vụ nhận thức, chính là tự chiếm lĩnh được kiến thức với sự tổ chức và hướng dẫn của giáo viên. Thì nhìn chung thì cái việc mà sử dụng phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực thì nó sẽ góp phần đổi mới giáo dục theo xu hướng giáo dục tiên tiến trên thế giới, góp phần đổi mới nền giáo dục Việt Nam nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng, vân vân. Rồi, tiếp theo. Các bạn sẽ suy nghĩ và các bạn sẽ trả lời cho cô bốn câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất, tại sao phương pháp dạy học truyền thống khó phát triển được năng lực cho học sinh? Câu hỏi thứ hai, khi vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực cho học sinh thì giáo viên cần chú ý những điều gì? Câu hỏi thứ ba, tại sao khi vận dụng các phương pháp dạy học phát triển năng lực cho học sinh, giáo viên cần coi trọng phát triển tư duy cho học sinh? Và câu hỏi cuối cùng, câu hỏi thứ tư, đó là hiệu quả của dạy học phát triển năng lực. Ha, các bạn suy nghĩ, chúng ta suy nghĩ trong mấy phút ta, khoảng 4 phút đi, rồi các bạn sẽ trả lời. Các bạn thấy rằng chương trình 2018 là nó kế thừa và phát triển chương trình 2006 như các bạn, chứ không phải là chúng ta xóa bỏ hoàn toàn cái chương trình 2006, mà chương trình mới là nó hệ thống lại rồi kế thừa phát triển cái chương trình 2006. Nhưng mà tại sao thì cô lại đặt ra những cái câu hỏi là ví dụ như là phương pháp dạy học truyền thống nó lại khó phát triển được năng lực cho học sinh so với cái chương trình 2018, dạy học truyền thống của 2006? Bạn suy nghĩ đi. Phương pháp dạy học truyền thống thì chúng ta
có thể hiểu là những cái phương pháp được nhiều thế hệ giáo viên chúng ta đã sử dụng trong một cái thời gian dài trước đây. Và trong đó thì cái vai trò của người giáo viên là nặng về truyền đạt kiến thức một chiều, mang tính áp đặt, và học sinh thì thụ động tiếp thu cái lời giảng của giáo viên. Theo các bạn, tại sao cái phương pháp dạy học truyền thống thì khó chuyển được năng lực học sinh? Bạn nào trả lời thì các bạn có thể bật micro lên và các bạn trả lời. Cô là giống như lúc nãy cô mới vừa phân tích á, thì mình thấy cái phương pháp dạy học cái truyền thống của mình á, thì là lấy giáo viên của mình làm trung tâm, coi như là mình chú trọng về việc truyền tải kiến thức đến cho học sinh, và học sinh nó chỉ gọi là tiếp nhận thôi, tiếp nhận cái lời của thầy cô. Và trong cái dạy học truyền thống của mình á, thì hầu như là không sử dụng tới những cái công nghệ hoặc là thiết bị thông tin. Thường là mình chỉ dùng cái hình thức là vấn đáp, hỏi đáp rồi cô trò như vậy đó. Nói chung là học sinh nó chỉ thụ động là người tiếp thu kiến thức thôi, gọi là coi trọng cái việc mà truyền tải kiến thức đến học sinh á, chứ học sinh nó chưa có được phát huy hết cái năng lực là tự học của nó, do đó là nó khó mà có thể phát triển được cái năng lực của học sinh. Rồi, cảm ơn bạn. Các bạn khác có ý kiến gì nữa không? Các bạn khác có ý kiến gì nữa không? Bạn của mình đã trình bày một số lý do. Còn các bạn khác, hay còn ý kiến gì? À, khi chúng ta trả lời ấy, thì các bạn có thể vận dụng so sánh với cái chương trình mới thì nó sẽ dễ trả lời hơn, sẽ áp dụng những cái năng lực ấy, ở chương trình 2018 thì nó sẽ dễ trả lời, chúng ta sẽ thấy được cái sự so sánh giữa hai chương trình nó hay hơn. Không ai trả lời hả? Không ai trả lời vậy thì cô chốt lại cái câu này. Thì các câu khác thì các bạn sẽ trả lời nha. Các nhóm khác sẽ trả lời đi, đừng để một bạn ở trường Anh Hội trả lời hoài à. Thì chúng ta thấy rằng phương pháp dạy học truyền thống á, thì khó phát triển được năng lực học sinh bởi những cái lý do sau đây. Thứ nhất là bị áp đặt một chiều, học sinh học tập thụ động nên không phát triển được năng lực tự chủ và tự học. Đúng không? Năng lực tự chủ và tự học đó là một trong ba năng lực chung của chương trình 2018, đúng chưa? Thì chúng ta thấy rằng về lâu dài á, mà học sinh mà có thói quen chờ đợi giáo viên giảng cho nghe hay là đọc cho chép mà không có kỹ năng và không muốn tự đọc sách cũng như là tìm kiếm các nguồn thông tin khác thì đó chính là một cái hậu quả nghiêm trọng trong cái việc là giáo dục học sinh. Đó, chúng ta đó là cái lý do thứ nhất. À, lý do thứ hai thì chúng ta có thể thấy rằng học sinh của chúng ta nó không được giao tiếp và hợp tác với nhau một cách phù hợp nên cái năng lực giao tiếp và hợp tác không được phát triển đúng mức. Trong khi đó thì cái sự tương tác tích cực giữa học sinh thì nó lại có một cái tác dụng rất lớn, bởi chúng ta hay nói có một câu là gì? Học thầy thì không tày học bạn. Thì các bạn thấy ở chương trình 2018 thì cái năng lực chung nó đã được đưa ra, đó là năng lực giao tiếp và hợp tác, đúng không? Còn chương trình cũ thì nó chưa rõ ràng. À, lý do thứ ba là quá coi trọng kiến thức. Thì lúc này là học sinh được giảng cho nghe nè, được đọc cho chép những kiến thức quan trọng nè, được yêu cầu học sinh được yêu cầu là học được lòng cho nhớ nè, hay là về kỹ năng á thì học sinh được cung cấp các dạng bài mẫu cùng với các giải máy móc, còn về tư duy á
thì học sinh không được phát triển đúng mức, nên lúc này cái năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh rất khó được phát triển. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo ha, đó là một trong ba năng lực chung của chương trình 2018 các bạn. À, chúng ta biết rằng thì tư duy là yếu tố cốt lõi của quá trình phát triển năng lực cho học sinh. Do đó, một khi mà tư duy nó không được phát triển đúng mức thì việc phát triển tất cả các năng lực khác thì nó đều bị ảnh hưởng hết nha các bạn. Và lý do thứ tư đó là việc dạy học chủ yếu phụ thuộc vào lời giảng của giáo viên và các bài tập trong sách giáo khoa, rồi ít gắn liền với thực tiễn, nhất là các bối cảnh gắn liền với cuộc sống của học sinh, thì nó sẽ làm cho học sinh không chỉ thiếu cái năng lực học tập mà còn ít được trải nghiệm, không có điều kiện hoặc là cơ hội vận dụng những cái điều mà học sinh đã được học vào trong thực tế. Và chúng ta thấy rằng chính vì thế mà cái năng lực đặc thù liên quan trực tiếp đến môn học và các năng lực liên quan được tích hợp khó mà phát triển được ha. Đó là lý do thứ tư, nó liên quan đến năng lực đặc thù. Rồi lý do thứ năm, đó là cái quá trình dạy học diễn ra kiểu đồng loạt, thiếu cái sự phân hóa sẽ làm cho nội dung không vừa sức với nhiều học sinh. Điều đó thì nó không chỉ làm giảm cái sự hứng thú, sự tiến bộ và sự thành công của học sinh mà nó còn giảm cái hiệu quả của quá trình phát triển năng lực cho học sinh. Đó, đó là một số lý do mà chúng ta thấy rằng phương pháp dạy học truyền thống nó sẽ khó phát triển được năng lực học sinh. Rồi câu hỏi thứ hai, khi vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực cho học sinh thì giáo viên cần chú ý những điều gì? Theo các bạn. Theo các bạn, khi mà vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực cho học sinh thì các bạn là giáo viên thì các bạn theo các bạn thì chúng ta cần chú ý những điều gì? Dạ em chào cô, em chào các thầy cô ở ở trong phòng Zoom. Em đại diện cho trường Thanh Thông, em trả lời câu hỏi số 2 ạ. Rồi, mời bạn. Dạ dựa vào những cái lời giảng của cô ở câu hỏi số 1 á, em đưa ra những quan điểm cá nhân của em về câu hỏi số 2. Khi vận dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực thì giáo viên cần chú ý những việc sau. Thì theo em thì đầu tiên thì giáo viên cần chú ý đến nhu cầu và sở thích của học sinh để có thể là đưa ra những cái hình thức các phương pháp học tập nó tối ưu, nó phù hợp với học sinh. Sau đó là mình có thể là cung cấp những cái phương pháp học tập cho học sinh linh hoạt để đáp ứng với nhu cầu học tập của học sinh. Việc thứ hai là mình có thể kích thích sự tò mò, là tạo ra những cái bài giảng thú vị liên quan đến chủ đề để kích thích sự tò mò của học sinh, bằng cách là mình sử dụng những câu hỏi mở thích thú để khuyến khích học sinh tìm hiểu những thông tin và có những cái suy nghĩ sáng tạo. Điểm thứ ba là mình có thể tạo ra môi trường học tập tích cực, xây dựng một môi trường học tập tích cực và hỗ trợ học sinh tương tác giữa học sinh và giáo viên, khuyến khích học sinh chia sẻ những cái ý kiến của học sinh để tạo cho cái không gian của lớp học tích cực. Và thứ tư là mình có thể là sử dụng những công nghệ và phương tiện học tập phong phú cho bài giảng, tạo ra những cái trải nghiệm học tập dựa vào những cái tài nguyên mà mình có thể là tham khảo từ từ các nguồn có uy tín. Cái thứ năm là mình có thể là khuyến khích học sinh giải quyết vấn đề và áp dụng những kiến thức đã học vào trong thực tiễn bằng những cái câu hỏi gợi mở, những cái lời dặn dò gợi mở. Tiếp tục là mình có thể là sử dụng các phương pháp đánh giá học sinh đa dạng. Và cuối cùng là mình có thể tập trung vào mình phát triển kỹ năng mềm cho học sinh như giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý thời gian, giúp học sinh lập kế hoạch. Và cuối cùng là khuyến khích học sinh xây dựng cái khả năng tự học, quản lý cái việc học của mình. Dạ, em xin hết ạ. À, cảm ơn bạn. Bạn đã vận dụng những cái năng lực chung và năng lực đặc thù để các bạn có thể giúp cho học sinh của mình phát triển được năng lực.
thì những cái điều bạn đưa ra thì đều là chính xác, nó có thể giúp cho học sinh của mình phát triển được cái phẩm chất và năng lực. Vậy thì các bạn khác có điều gì muốn bổ sung thêm hay không? Đó là ý kiến của một bạn của trường Hanh Thông. Theo bạn thì giáo viên cần phải chú ý đến điều đó để giúp đỡ học sinh của mình, để khuyến khích học sinh của mình. Các bạn còn ý kiến gì nữa không? Ý kiến gì nữa không các bạn? Bây giờ có trường Anh Hồ, có trường Anh Thông, còn các bạn trường khác. Cô nghĩ rằng những cái điều này là các bạn trong thực tế, là các bạn có thể áp dụng những cái thực tế của các bạn nói được mà. Không đi đâu xa hết á. Thì chúng ta thấy rằng để cái phương pháp dạy học tích cực á, góp phần phát triển năng lực cho học sinh một cách có hiệu quả thì người giáo viên chúng ta cần phải chú ý những điểm sau. Thứ nhất đó là tính vừa sức. Một trong những yêu cầu cơ bản của việc vận dụng phương pháp đó là tính vừa sức nha các bạn. Tức là phương pháp nó phải phù hợp với khả năng của học sinh. Lưu ý ha, và tính vừa sức ở đây á, nó sẽ được biểu hiện ở hai góc độ. Thứ nhất là khả năng của học sinh trong việc thực hiện các hành động, công việc qua hoạt động. Ví dụ như là bây giờ chúng ta hay nói đến phương pháp dự án đúng không? Vậy thì khi các bạn thực hiện cái phương pháp dự án thì chúng ta thấy rằng cái phương pháp dự án nó đòi hỏi học sinh là phải tham gia tất cả các khâu. Ví dụ như là lập kế hoạch xây dựng dự án, rồi thực hiện dự án, rồi trình bày sản phẩm đánh giá dự án. Nên chúng ta thấy rằng cái phương pháp dự án này nó sẽ không phù hợp với những lớp học sinh như là lớp 1 chẳng hạn, vì học sinh lúc này nó chưa có kinh nghiệm nhiều, nhưng nó có thể phù hợp với những học sinh lớp lớn hơn, ví dụ như là lớp 4-5 chẳng hạn. Ha, chúng ta phải lưu ý thứ nhất là khả năng của học sinh trong việc thực hiện các hành động và công việc qua hoạt động. Rồi thứ hai thì chúng Em vô được chưa? các bạn tắt micro đi các bạn. Thứ hai là khả năng của học sinh trong việc giải quyết vấn đề được đặt ra thông qua việc mà chúng ta giao nhiệm vụ cho học sinh. Ví dụ như bây giờ các bạn hay cho học sinh thảo luận nhóm đúng không? Vậy thì khi mà chúng ta sử dụng cái phương pháp thảo luận nhóm thì chúng ta phải lưu ý là cái vấn đề mà học sinh cần thảo luận á, thì nó phải vừa sức, rồi nội dung thảo luận phải cao hơn cái trình độ hiện có của học sinh. Những gì học sinh chưa biết, chưa làm được, chưa giải quyết được ngay được ngay những kia vấn đề mà học sinh chưa giải quyết được ngay lập tức, nhưng các em có thể chiếm lĩnh được nè, có thể tìm ra được nè, có thể thực hiện được nè với sự nỗ lực cao của các em. Thì chúng ta thấy rằng khi đó thì những cái nội dung dưới sức á, thì học sinh lúc này nó đã biết làm, nó dễ dàng làm được. Hay là với những nội dung mà ngang sức á, thì chúng ta thấy rằng học sinh nó thực hiện được ngay lập tức và nó không cần có một cái sự cố gắng nỗ lực nào cả. Hay là với những cái nội dung mà quá sức á, thì lúc này chúng ta thấy rằng học sinh nó không thể hoàn thành được cái nhiệm vụ dù nó cố gắng cao độ đến mức nào. Thì chúng ta thấy rằng những cái nội dung như thế thì nó sẽ không phù hợp cho cái sự phát triển năng lực của các em. Do đó khi chúng ta sử dụng cái phương pháp thảo luận nhóm thì chúng ta cần phải căn cứ vào trình độ học sinh của lớp mình để có thể chia nhóm phù hợp.
và đưa ra cái nội dung thảo luận đề xuất với các em. Đó là cái biểu hiện thứ hai, đó là khả năng học sinh trong việc cái giải quyết vấn đề được đặt ra thông qua cái nhiệm vụ học tập mà giáo viên giao. Chúng ta phải lưu ý ha. Rồi khi mà vận dụng các phương pháp dạy học tích cực á, nhằm phát triển phẩm chất, nhằm phát triển năng lực cho học sinh, thì ngoài cái tính vừa sức thì giáo viên chúng ta cần phải tính đến cái tính khả thi. Lưu ý ha, tính khả thi. Tính khả thi là như thế nào? À, nhiều phương pháp dạy học á thì nó phát triển năng lực cho học sinh đòi hỏi những điều kiện thực hiện nhất định, như là phương tiện nè, hiện thực xã hội xung quanh nè, thời gian nè, sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục. À, vì vậy, trong cái quá trình mà vận dụng phương pháp, nếu những cái yếu tố này bị bỏ qua thì hoạt động nó sẽ dễ bị thất bại. À, ví dụ như là khi mà chúng ta vận dụng cái phương pháp điều tra vào trong những cái bài dạy đạo đức chẳng hạn, ví dụ như là biết ơn thương binh liệt sĩ chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng đối với bài đó thì nó sẽ cần có những yếu tố, ví dụ như là đối tượng điều tra là các gia đình thương binh liệt sĩ phải có địa phương, hay là phương tiện là phiếu điều tra để giúp học sinh ghi lại kết quả thuận lợi, hay là sự phối hợp từ phía gia đình hay đoàn thể để có thể giúp đỡ cho học sinh thực hiện cái nhiệm vụ này. Thì chúng ta phải lưu ý ha, chúng ta phải vận dụng phương pháp cho phù hợp trong cái bài dạy với từng môn học. Rồi cái điều kế tiếp mà cô muốn nói ở đây là giáo viên cần phải chú ý đến cái tính hiệu quả. Khi mà vận dụng một cái phương pháp nào đó thì giáo viên cần phải tính đến cái tính hiệu quả của nó trên hai phương diện. Đó là kiến thức, kỹ năng được hình thành và những năng lực phát triển được ở học sinh một cách tối ưu. À, hồi nãy cô có nói đến cái phương pháp thảo luận nhóm ở trong cái tính vừa sức, thì chúng ta thấy rằng nếu như mà giáo viên vận dụng cái phương pháp thảo luận nhóm mà số lượng trong nhóm quá đông chẳng hạn, ví dụ hay là trình độ trong nhóm hay giữa các nhóm không phù hợp, thì chúng ta thấy rằng là cái việc đánh giá nó cũng sẽ không đúng mức, vân vân, nó sẽ khó phát triển được năng lực cho học sinh một cách đúng đắn. Các bạn phải lựa chọn vận dụng cái phương pháp cho nó phù hợp. Đó là một số cái chú ý mà cô muốn gửi đến các bạn. Rồi tiếp theo câu hỏi số 3 là tại sao khi vận dụng các phương pháp dạy học phát triển năng lực cho học sinh thì giáo viên cần coi trọng phát triển tư duy cho học sinh? Theo các bạn. À, bạn nhớ là cái câu hỏi thứ nhất. Cô có nói với một chút về tư duy. Nãy giờ anh Hồ, anh Thông, xin mời các bạn khác đi, ở trường khác đi các bạn. Nói theo suy nghĩ của các bạn thôi, ngắn gọn thôi. À, tại sao khi mà vận dụng các phương pháp dạy học phát triển năng lực cho học sinh thì giáo viên cần coi trọng phát triển tư duy cho học sinh?
phát triển tư duy này theo các bạn nó có gắn liền với các năng lực hay không? Nó gắn liền với các bạn, nó gắn liền như thế nào? Hồi nãy cô có nói câu thứ nhất. Này cô có nói tư duy nó là một cái yếu tố cốt lõi của cái quá trình mà phát triển năng lực cho học sinh. Một khi mà tư duy nó không được phát triển đúng mức thì việc mà phát triển các năng lực khác thì nó đều bị ảnh hưởng xấu. Nói điều đó. Nó thấy rằng tư duy thì nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng cho đời sống con người nói chung và trong học tập của học sinh nói riêng, đúng không? Sao các bạn? Nhanh nè. Ngắn gọn thôi các bạn. Thưa cô, theo em á, thì khi giáo viên vận dụng các phương pháp dạy học phát triển năng lực của học sinh á, mà giáo viên cần phải coi trọng cái tư duy, phát triển tư duy cho học sinh, là bởi vì tư duy cũng như cô nói, tư duy nó là một trong những cái yếu tố đầu tiên mà học sinh tiếp cận, tức là khi mà tiếp cận với lại hình ảnh thế giới xung quanh thì là cái cảm nhận, cái cảm giác đầu tiên của học sinh. À, cũng như là con người nói chung, con người của chúng ta đầu tiên về cái thế giới xung quanh đó, và từ cái tư duy đó, tư duy tích cực, tức là cái cảm giác là cái suy nghĩ tích cực hay là tiêu cực, thì nó ảnh hưởng đến cái hành động tiếp theo sau cho của con người, của học sinh. Vì vậy là giáo viên của chúng ta khi mà đưa ra một cái phương pháp nào đó thì chúng ta cũng cần phải là coi trọng cái suy nghĩ của các em cũng như là cái tâm tính của các em, rồi cái năng lực phát triển cái suy nghĩ của các em về cái vấn đề đó như thế nào, và hướng cho các em đi theo cái suy nghĩ tốt, cái tích cực, để tiếp cận đến cái bài học theo cái định hướng mà giáo viên cần Chỉ là đã định hoạch ra trước ạ. Và từ đó là học sinh mới mới có những cái ví dụ như là giáo viên đưa ra những cái phương pháp giảng dạy tích cực như là hoạt động nhóm hay là cái gì đó, thì từ cái tư duy đầu tiên, từ cái suy nghĩ đầu tiên thì học sinh nó mới hành động được, nó mới làm được những cái điều mà giáo viên cần cần hướng tới á, cho học sinh ạ. rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. À, còn ai có ý kiến gì nữa không? Bạn đã nhấn mạnh đến cái việc mà phát triển tư duy cho học sinh khi mà chúng ta vận dụng các phương pháp dạy học phát triển năng lực. Có gì không các bạn? À, các bạn có thể bật micro lên, chúng ta có thể trao đổi theo suy nghĩ các bạn. À, chúng ta thấy rằng ha, nhờ các phương pháp dạy học tích cực á thì học sinh nó phải tư duy. Và khi mà học sinh nó tư duy thì lúc này các năng lực của em mới có điều kiện phát triển. Đó là năng lực gì? Năng lực tự chủ và tự học nè, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo nè, hay là những cái năng lực đặc thù đối với từng môn học. Các bạn lưu ý ha. Khi mà có phương pháp tích cực thì bắt buộc học sinh nó sẽ tư duy. Bởi vậy thì chúng ta cần phải đưa vào trong các bài giảng của mình những cái phương pháp dạy học tích cực mới, vân vân.
À, ví dụ như hồi nãy bạn có nói đến một cái phương pháp thảo luận nhóm đúng không? Thì ngoài cái phương pháp thảo luận nhóm thì chúng ta thấy có những cái phương pháp dạy học tích cực khác như là phương pháp giải quyết vấn đề mà nãy giờ nhiều bạn đã nhắc đến là phương pháp giải quyết vấn đề, thì chúng ta thấy rằng những cái phương pháp này nó buộc học sinh của mình phải tư duy ha, nó buộc học sinh của mình phải tư duy. À, khi đó thì chúng ta thấy rằng học sinh nó cần tự đọc các nguồn thông tin khác nhau rồi giải quyết các vấn đề của bài học mà do giáo viên đưa ra, rồi biết bày tỏ cái ý kiến của mình, biết lắng nghe, có phê phán rồi bổ sung, tranh luận ý kiến với bạn, rồi tự trình bày hoạt động, tự đánh giá kết quả hoạt động của mình. Thì chúng ta thấy rằng nhờ đó thì cái năng lực tự học của các em được phát triển. Ngược lại, nếu các em không thể tự học được thì các em cũng không thể nào có cái tư duy tốt được ha. Ngoài ra thì chúng ta biết rằng những cái kiến thức và kỹ năng học sinh á được hình thành á nhờ cái phương pháp dạy học truyền thống á, thì nó thường là kém bền vững, bởi vì đó là cái sự áp đặt hay là sự vay mượn từ bên ngoài. Đó là những cái lời giảng của giáo viên hay là sách giáo khoa, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ mà không phải nhờ vào cái sự tư duy cao, thì chúng ta thấy rằng lúc này thì những cái kiến thức kỹ năng học sinh chiếm lĩnh, mà nếu mà có sự tư duy thì học sinh sẽ có một cái tư duy là mang tính bền vững cao, bởi đó là những cái sản phẩm mà do các em kiến tạo nên. Thì chúng ta thấy rằng tư duy thì nó vừa vừa coi là điều kiện, vừa là kết quả của cái việc vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, rồi việc phát triển các năng lực khác nhau. Và nhờ có cái tư duy thì kiến thức nè, kỹ năng nè được hình thành ở học sinh, nó có tính bền vững cao. Chúng ta thấy rằng trong cái việc mà vận dụng các phương pháp dạy học phát triển năng lực học sinh á, thì giáo viên của chúng ta cần phải coi trọng cái việc là phát triển tư duy cho học sinh. Thì tư duy của con người thì nó thường xuất hiện khi mà gặp các tình huống có vấn đề nè. Vì vậy thì giáo viên chúng ta cần phải đưa cái vấn đề cho học sinh giải quyết trên cái cơ sở là sử dụng các thao tác tư duy khác nhau. Ví dụ như là phân tích nè, tổng hợp nè, so sánh nè, phân loại nè, hệ thống hóa, khái quát hóa, trừu tượng hóa, vân vân. Ha, đó là lý do mà giáo viên cần phải coi trọng cái phát triển tư duy học sinh. Rồi câu hỏi cuối cùng, hiệu quả của việc dạy học phát triển năng lực là gì? Theo các bạn, nó có hiệu quả gì không? Cô em trả lời câu hỏi Ừ. này. Trả lời đi em. Dạ, em bên trường An Hội luôn ạ. Theo em thì hiệu quả của dạy học phát triển năng lực là học sinh sẽ trở chủ động, tự tin, có cái tư duy phản biện và sáng tạo hơn ạ. Chỉnh tư duy đúng không? Chỉnh tư duy trí thông minh của học sinh đúng không? Thì còn gì nữa không? Học Rồi sinh có cái tư duy phản biện và học sinh sẽ sáng tạo hơn ạ. còn gì nữa? Tích Còn cực gì nữa chủ không ta? động, tích cực Ừ, chủ tích động cực. trong học tập mà về tự Còn tin gì? cuộc sống à. Để giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống đúng không? Rồi còn gì nữa? Dạ thôi em xin hết à. Còn gì không các bạn? Nữa không? Khi mà chúng ta thấy rằng dạy học phát triển năng lực thì nó đem đến cho học sinh của mình những điều gì? Nó có cái ưu thế gì? Như bạn mình vừa nói đó, phát triển tư duy rồi vân vân. Còn gì nữa không? Các cô, em bổ sung thêm cho bạn. Xin mời em. Dạ, thưa cô, ngoài cái những vấn đề mà bạn nói thì em bổ sung thêm đó là giúp cho học sinh tự Ờ tin đúng hơn rồi. trong cuộc sống ạ. Đúng rồi, tự tin trong cuộc sống. Còn gì nữa?
năng động sáng tạo trong bài học và tự tin trong cuộc sống. Tự tin. Đúng Rồi theo các bạn thì cái việc học tập của học sinh lúc này nó sẽ như thế nào? Cái việc học tập của học sinh nó có trở nên thú vị, hấp dẫn, có tự hay đúng rồi không? có đúng rồi à, dạy học theo 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 phát triển năng lực ấy, thì học sinh á để trong các cái tiết học bây giờ học sinh cảm thấy thoải mái hơn, hứng thú hơn trong học tập. Và trước kia á, thì các em á, là cứ ngồi để nghe 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 nhiều khi mệt mỏi lắm à, nhưng mà bây giờ các em á, trong quá trình một tiết học á, các em có thể được làm rất là nhiều các cái hoạt động để phát huy cái sự sáng tạo của các em, cái suy nghĩ của các em lên, là các em cảm thấy rất là hứng thú trong học tập. À vậy thì ha, các bạn thấy kỳ học phát triển năng lực á, thì bạn thấy hồi nãy cô nói rất nhiều về cái việc thảo luận nhóm. Vậy thì nếu như chúng ta cho học sinh học nhóm như thế thì nó có mang đến hiệu quả gì cho cái việc kỳ học phát triển năng lực? Bây giờ các bạn chưa nói. Theo các bạn, nó xây dựng một cái điều gì? À, thưa cô, đó là phát huy được cái sự đoàn kết. À đúng rồi, cái mối quan hệ giữa học sinh với nhau đúng không? Nó sẽ thân thiết, gắn bó hơn đúng chưa? Nó tại vì cái mối quan hệ đó nó sẽ diễn ra thông qua các hoạt động khác nhau, ví dụ như khởi động này, hành tri thức, thực hành ứng dụng vân vân đúng chưa? À, còn gì nữa không? Rồi, à các bạn thấy ở chương trình mới này thì nó có một cái là trải nghiệm đúng không? Ngoại khóa vân vân thì nó có một cái hiệu quả gì? À, cô nói đến việc trải nghiệm. Khi các bạn dạy không chỉ các bạn đơn độc một mình mà các bạn cần có sự phối hợp của ai nữa không? Khi mà cho học sinh, khi mà cái dạy học phát triển năng lực có đòi hỏi học sinh sự trải nghiệm, tham gia các hoạt động ngoại khóa, vân vân, hay là kết nối nội dung học tập với thực tiễn cuộc sống của các em, thì theo các bạn, có những cái lực lượng nào sẽ đồng hành với mình? Thưa cô, là khi cái hoạt động ngoại khóa thì ngoài cái hoạt động mà giờ lên lớp thì có những cái hoạt động ngoại khóa của các em thì có những cái lực lượng đồng hành, ví dụ như là ban giám hiệu này, phòng đoàn đội này, các thầy thầy tổng phụ trách và cái đơn vị mà trường kết hợp để tổ chức ấy, thì khi đó là các em sẽ từ 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 cái bài học và từ những cái thực tiễn hoạt động, có thể là lúc ở trên bài học á, là cho dù các em có học được cả hoạt động nhóm hay là bất kỳ một cái hoạt động gì đó thì nó cũng chỉ là cái gói gọn và nó chỉ là một cái mô hình thôi, thì đến khi hoạt động trải nghiệm á, là các em được đi, có thể là các em được thực tế chiêm nghiệm và được thực tế làm chẳng hạn như chăm sóc rau quả hoặc là bắt cá hoặc làm bánh hoặc làm cái gì đó, thì khiến cho các em nó cảm thấy nó rất là thú vị khi mà bài từ cái bài học bây giờ mình thực tiễn được đưa ra là áp dụng thực tế và bằng bằng chính cái hoạt động của mình, cái sự hiểu biết của mình ạ. À, bạn có nói đến cái lực lượng giáo dục đó là ban giám hiệu rồi các đoàn thể vân vân, nhưng mà bạn chưa nói đến gia đình đúng không? Thì các bạn thấy cái sự phối hợp của gia đình rất là quan trọng ha. Khi mà nếu cái sự phối hợp mà giáo dục thành công á, thì chúng ta cần phải có cái biện pháp kết nối với gia đình của trẻ, và đặc biệt khi mà nếu như gia đình á mà có cái sự hưởng ứng ủng hộ thì cái hoạt động ứng dụng của trẻ nó sẽ mang lại hiệu quả cao. À, đúng không? Ở cái lực giáo dục là chúng ta có thể nói tới thêm là gia đình. Rồi còn gì nữa không các bạn? Còn gì nữa không các bạn?
Rồi, còn gì nữa các bạn? À, chúng ta thấy rằng ở chương khi mà dạy học phát triển năng lực nó còn là khai thác và làm phong phú cái vốn kinh nghiệm sống của học sinh ha. Cái dạy học phát triển năng lực đó, nó sẽ giúp cho học sinh kiến tạo kiến thức là nhờ huy động nè, vận dụng những kiến thức đã học nè, khai thác kinh nghiệm là năng lực của bản thân mình, rồi sau đó thì học sinh nó sẽ kiểm nghiệm chúng thông qua thực tiễn, và từ đó học sinh nó sẽ tự làm giàu rồi làm phong phú thêm cái vốn sống kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Và cái việc học tập này nó không chỉ là diễn ở trong lớp học, ở nhà trường, ví dụ như là sân trường, vườn trường, mà còn tại các nơi công cộng hay là các cộng đồng dân cư, nơi mà học sinh được tiếp xúc, giao lưu, trò chuyện với nhiều tầng lớp khác nhau, ví dụ như là các doanh nghiệp, nhà khoa học, rồi công nhân, nông dân, vân vân. Thì các bạn lưu ý khi mà chúng ta dạy học phát triển năng lực á, mà để khai thác cái vốn kinh nghiệm sống của học sinh, thì giáo viên chúng ta cũng cho các em tự liên hệ để học sinh có thể phát triển, làm phong phú cái vốn kinh nghiệm sống của mình. Rồi còn gì nữa không các bạn? Làm cho việc học tập học sinh trở nên hứng thú nè, rồi giải quyết vấn đề trong cuộc sống nè, rồi phối hợp các gia đình giáo dục nè, rồi xây dựng các mối quan hệ giữa học sinh nè, rồi phát triển tư duy nè, rồi làm cho cái kết quả của học sinh nó có tính bền vững hơn nè, rồi còn gì nữa, và nó còn có giúp cho mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh trở nên thân thiện và gần gũi hơn. Tại sao? Thì chúng ta thấy rằng trong cái quá trình mà chúng ta phát triển năng lực thì giáo viên của chúng ta sẽ luôn hiểu rõ từng cá nhân học sinh. Ví dụ như năng lực của các em thế nào, các em có những trí thông minh nào, rồi những hứng thú, sở thích, rồi hoàn cảnh điều kiện học tập của các em như thế nào, và ứng xử và chúng ta cư xử thân thiện với các em. Chúng ta thấy rằng đó là một cái hiệu quả đáng kế tiếp. Đó là một số hiệu quả của dạy học phát triển năng lực mà các bạn đã nêu ra rất là nhiều. Chúng ta không đi sâu vào nghiên cứu nó thì cũng nhiều lắm. Khi mà chúng ta dạy học theo phát triển năng lực là học sinh nó được phát huy tối đa cái năng lực bản thân ở mọi lĩnh vực nè, nó được đặt vào tình huống thực tế nè, rồi các em phải áp dụng kiến thức và kỹ năng của mình để giải quyết vấn đề mà giáo viên giao cho. Và cái hiệu quả thì nãy giờ các bạn đã nói rất là nhiều rồi, ở đây cô chỉ đưa hai cái hiệu quả chính thôi. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc dạy học phát triển năng lực cho học sinh tiểu học á, thì đòi hỏi giáo viên khi mà chúng ta thiết kế hay tổ chức một cái bài học theo môn học nào đó để cần phải giúp cho học sinh của mình phát triển á, thì phải được là ít nhất là 4 năng lực, trong đó là 3 năng lực chung và một cái năng lực đặc thù liên quan đến môn học ha. Khi đó thì giáo viên cần đặt ra cái nhiệm vụ cho mình khi học bài học này là học sinh nó cần cái gì, tự chủ và tự học là như thế nào, giao tiếp và hợp tác như thế nào, rồi phát triển vấn đề, giải quyết vấn đề và sáng tạo, nhất là tư duy như thế nào, rồi phát triển được năng lực đặc thù gì và như thế nào. Các bạn lưu ý ha, khi mà chúng ta thiết kế một kế hoạch bài dạy thì chúng ta phải lưu ý những cái điều đó.
Từ cái mà mục tiêu dạy học phát triển năng lực đó, cho học sinh tiểu học thì sẽ đòi hỏi giáo viên của chúng ta phải lựa chọn nội dung nè, vận dụng phương pháp nè, hình thức tổ chức nè, rồi từ đó thì chúng ta sẽ tác động lên học sinh và tiến hành kiểm tra đánh giá một cách thích hợp nhằm phát triển những năng lực cần thiết cho các em. Trong đó thì giáo viên cần phải lưu ý những điều sau. Thứ nhất là về nội dung. Nội dung thì nó phải gắn liền với bối cảnh thực tiễn, với cuộc sống hàng ngày của học sinh, nó mang tính thích hợp nè, là các vấn đề học sinh cần giải quyết nè, phù hợp với các khả năng của học sinh nè, rồi nội dung thực hành phải coi trọng, đặc biệt là những có thể là cho học sinh khai thác từ nhiều nguồn khác nhau nè, ví dụ như là internet nè, thực tiễn đời sống nè, hay là sách báo vân vân. Thứ hai là phương pháp. Phương pháp dạy học thì nó phải hướng đến sự tự học nè, sự phát triển tư duy trên cơ sở tổ chức cái hoạt động của học sinh. Rồi các phương pháp được vận dụng chủ yếu là những phương pháp tích cực nè, ở đó thì học sinh sẽ được tham gia nè, thực hiện nè, tổ chức cái hoạt động của mình. Và thứ ba, các bạn phải chú ý là cái hình thức tổ chức dạy học. Thì cái hình thức tổ chức dạy học thì nó cần phải đa dạng nè, trong đó là học sinh nó phải được trải nghiệm qua tương tác với nhau nè, với các nhân vật nè, hiện tượng nè, sự hay trong cái thực tiễn cuộc sống hàng ngày của các em nè. Rồi tiếp theo là kiểm tra đánh giá. Chúng ta phải chú ý đến cái sự phát triển năng lực của học sinh nhằm giúp cho học sinh của mình không ngừng tiến bộ, không ngừng nè, được đánh giá một cách thường xuyên nè, coi trọng cái việc đánh giá quá trình và cái vai trò tự đánh giá của học sinh. Ha, các bạn phải lưu ý những điều đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ chọn đáp án cho cô. Câu 1 và câu 2, các bạn sẽ chọn đáp án nào và các bạn sẽ điền cụm từ nào vào chỗ trống? Một tiếng em bảo bỏ qua được với cách mà một a một a một a một a à giữa hoạt động vừa học và hoạt động học tập tập trung vào cái gọi đầu ra. Các bạn cho rất là nhiều đáp án rồi đó. Nghệ thứ hai đi nè.
Chị ơi. Cơm này ăn sao nào? Cơm này ăn sao nào? Cơm này ăn sao nào? Hôm nay mình có mặt mà mình biết thôi. Tôi lại đi đâu mà mình biết. Rồi chúng ta cái đáp án nha. Rồi. Đây đáp án. Câu 1, câu C, câu 2 là các bạn điền đúng đúng không? Đây là cái định nghĩa về dạy học phát triển năng lực. À, chúng ta có thể tham khảo. Rồi tiếp, hoạt động kế tiếp là đi nhanh một chút. Rồi, đi qua dạy học trải nghiệm. Thứ hai là các phương pháp kỹ thuật dạy học tích hợp. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu một chút phương pháp dạy học là gì, kỹ thuật dạy học là gì, dạy học tích hợp là gì, dạy học tích hợp là gì. Rồi đầu tiên phương pháp dạy học là gì, xin mời các bạn. Yeah. Theo các bạn phương pháp dạy học là gì? Ta đi từng khái niệm ha. Phương pháp dạy học là gì? Phương pháp dạy học là gì? Chưa thấy bạn nào trả lời. Theo các bạn, phương pháp dạy học là gì? Rồi kỹ thuật dạy học là gì? Rồi dạy học tích hợp. Tích hợp. Dạy học tích hợp. Bây giờ trước tiên là phương pháp dạy học đã đi. Theo các bạn phương pháp dạy học. Cô em trả lời không cô? Ừ, xin mời em. Dạ, thưa cô, phương pháp dạy học chính là cái hình thức này và cái cách thức hoạt động giữa giáo viên và À. học sinh một cách phù hợp và cho với cái nội À. dung bài học ạ. À, cảm ơn bạn. Đó là các hình thức tổ chức hoạt động của giáo viên học sinh. Còn hai cái ý kiến gì nữa không? Hai cái ý kiến gì? Hai cần ý kiến gì khác? Phương pháp dạy học đó là những cái hình thức, cách thức hoạt động của giáo viên và học sinh trong cái môi trường dạy học được tổ chức nè, nhằm lĩnh hội tri thức nè, kỹ năng nè, thái độ nè, phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Vậy còn kỹ thuật dạy học, kỹ thuật dạy học là gì? À, các bạn có biết những cái phương pháp dạy học nào không? Các bạn có thể liệt kê một số phương pháp dạy học mà theo các bạn là nó sẽ giúp cho học sinh phát triển được năng lực. Các bạn có thể liệt kê một số tên phương pháp mà các bạn biết. Phương pháp nào? Các bạn đã sử dụng rất là nhiều phương pháp. Vậy thì các bạn có thể liệt kê ra cho cô những phương pháp dạy học nào mà theo các bạn là nó sẽ phát triển được năng lực cho học sinh. Từ đầu giờ chúng ta đã cũng nói một nhắc tới một số tên phương pháp rồi đó. Các bạn có thể liệt kê thêm một số phương pháp mà các bạn đang sử dụng, đã sử dụng. Chẳng hạn phương pháp gì nào?
Cáp gì các bạn? Cáp gì? Trời ơi, quá trời phương pháp luôn. Phương pháp là vô cùng nhiều. Kể tên cho cô nghe coi. Các bạn biết tên phương pháp nào? Phương pháp dạy học nào? À, có bạn nói là thảo luận nhóm, vấn đáp, sắm vai. Phương Còn pháp gì nữa học không? theo dự án, Dự án. Còn gì nữa? phương pháp vấn đáp, phương pháp Bàn tay. đóng vai, phương pháp khám phá, phương pháp ôi trời trời trời. Nghiệp nè, đóng vai, thảo luận, thực nghiệm, luyện tập, làm mẫu, thuyết trình, đàm thoại, nghiên cứu trường hợp, rồi giải quyết vấn đề, vân vân. Phương pháp trực quan, phương pháp trò chơi. Ôi, rất là nhiều phương pháp nha các bạn, nhiều lắm. Phương pháp thì vô cùng nhiều. Rồi kỹ thuật dạy học. Kỹ thuật dạy học. Kỹ thuật dạy học là gì? Hồi nãy chúng ta đã nói đến cái khái niệm là phương pháp dạy học. Rồi các bạn nghe rất nhiều về kỹ thuật dạy học. Thì vậy theo các bạn kỹ thuật dạy học là gì? Cô em nói đến nha cô. Em nói đi, xin mời em. Dạ, thưa cô, theo em biết thì là kỹ thuật dạy học đó là những cái biện pháp, là những cái cách thức hành động á. Đúng rồi. Nó Dạ. sẽ thấp hơn phương pháp dạy học ha. Dạ. Nó sẽ thấp hơn. Kỹ thuật dạy học đó là những cái cách thức hành động của giáo viên và người học trong những cái tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều chỉnh quá trình dạy học ha. Các bạn lưu ý các kỹ thuật dạy học nó chưa phải là phương pháp dạy học độc lập nha, lưu ý ha. Vậy thì các bạn biết những kỹ thuật dạy học nào? Các bạn đã sử dụng, đang sử dụng những kỹ thuật dạy học nào? Cô như là kỹ thuật các mạch ghép này, Mảnh ghép, đúng rồi. dạ rồi cái Khăn trải bàn nè, anh sơ đồ tư là duy nè, đúng rồi sơ đồ tư phật duy, ba lần ba nè, phòng tranh nè, bể cá nè, dạ. rồi 635 nè, KWL nè, tia chớp nè, rồi chiếc ghế nóng nè, rồi lắp ghép nè, rồi gì nữa ta, hỏi bằng phiếu, hỏi bằng điểm nè, vân vân, nhiều lắm các bạn, kỹ thuật dạy học là nhiều vô cùng luôn. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta tìm hiểu tiếp nha. Tích hợp. Theo các bạn tích hợp là gì? Chúng ta đã tìm hiểu phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tích hợp. Theo các bạn, tích hợp là gì? Tích hợp là gì? Em nói đấy nha. Xin mời em. Dạ, cho cô theo em á là phương pháp dạy học tích hợp á là cái một Bây giờ phương chúng ta pháp chỉ là tìm hiểu liên khái niệm liên tích hợp trước thôi, khái niệm tích hợp trước. Chúng ta suy dạ. nghĩ đi, tích hợp là gì? Rồi tí nữa dạy học tích hợp nói sau, chúng ta đi từng bước. Dạ, thưa cô, tích hợp tức là đó là một cái việc liên kết liên kết các cái đối tượng giảng dạy của các môn lại với nhau. Rồi còn gì nữa không? Rồi vậy thì theo em dạy học tích hợp là gì? Khi mà em hiểu được tích hợp thì theo em dạy học tích hợp là gì? Thưa cô, theo em ấy thì dạy học tích hợp là việc liên kết các đối tượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu của trong cùng một cái lĩnh vực hoặc là nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng trong cùng một cái kế hoạch của bài dạy. Các bạn nói tích hợp là hành động liên kết các đối tượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong cùng một lĩnh vực hay một vài lĩnh vực khác nhau trong cùng một kế hoạch dạy học. Rồi, các bạn đã đưa ra những cái định nghĩa, những khái niệm về tích hợp.
thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều cách hiểu về tích hợp. Ở đây thì chúng ta có thể hiểu tích hợp ở hai bình diện, như là thứ nhất là tích hợp chưa là một hoạt động, trong đó có hoạt động dạy học, hay là thứ hai là tích hợp như là một cái yêu cầu thiết kế nội dung giáo dục. Thì chúng ta thấy nếu ở bình diện thứ nhất á, nghiêng về yêu cầu tích hợp trong phương pháp hoạt động thức dạy học, còn cái bình diện thứ hai thì nghiêng về yêu cầu về thiết kế tích hợp các nội dung khác nhau trong chương trình. Chừng chúng ta nói ngắn gọn là tích hợp thì nó cần thực hiện ở cả nội dung và cả phương pháp dạy học. Dạy học tích hợp đó là cái định hướng dạy học giúp học sinh phát triển khả năng huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng thuộc nhiều cái lĩnh vực khác nhau để có thể giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong học tập, trong cuộc sống, rồi được thực hiện ngay trong quá trình lĩnh hội tri thức và rèn luyện kỹ năng, rồi phát triển được các năng lực cần thiết, nhất là cái năng lực giải quyết vấn đề. Rồi chúng ta thấy rằng cái tính thích hợp á, nó được thể hiện qua cái sự huy động là kết hợp là liên hệ giữa các yếu tố có liên quan với nhau của nhiều lĩnh vực để có thể giải quyết hiệu quả một vấn đề hay là đạt được nhiều mục đích khác nhau. Vậy thì theo các bạn, dạy học tích hợp nó có ưu điểm gì hay không? Theo các bạn, dạy học tích hợp nó có ưu điểm gì hay không? Theo các bạn. Yeah, thích rồi. Nó có ưu điểm gì không các bạn? Nó có rất là nhiều ưu điểm thì các bạn có thể kể ra một vài ưu điểm chính thôi. Là cùng một lúc tìm hiểu và tiếp thu kiến thức từ nhiều môn học, dễ dàng vận dụng kiến thức đã học. Rồi, đó là ưu điểm thứ nhất. Còn gì nữa không? Chúng ta thấy rằng dạy học tích hợp nó có rất là nhiều ưu điểm, thì chúng ta có thể kể đến một vài ưu điểm chính, như là mục tiêu học tập của học sinh lúc này nó được xác định rõ ràng ngay tại cái thời điểm học. Thứ hai là nó tránh được những cái kỹ năng trùng lặp, rồi nó phân biệt được nội dung trọng tâm và nội dung ít quan trọng. Rồi các kiến thức được hình thành trong bài học thì nó sẽ gắn liền với kinh nghiệm sống của học sinh. Rồi ưu điểm kế tiếp đó là tạo điều kiện để hình thành và phát triển năng lực cho học sinh một cách hài hòa ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Và có thể kể đến một cái ưu điểm nữa, đó là dạy học tích hợp sẽ làm cho học sinh cảm thấy việc học trở nên thú vị, vì lúc này thì cái hoạt động học đã trở nên nhẹ nhàng và nội dung nó gần gũi với kinh nghiệm sống của học sinh, vân vân. Thì đó là một vài ưu điểm của dạy học tích hợp. Bạn nói là có một bạn Thủy nói là liên kết được sự hiểu biết từ bài học ra đến cuộc sống. Rồi tiếp theo ha, các bạn nhìn ở trên màn hình cô có nói đến phương pháp dạy học trải nghiệm có ba bức hình. Bây giờ tương tự thì chúng ta phải tìm hiểu khái niệm. Vậy thì theo các bạn, trải nghiệm là gì? Trải nghiệm là gì? Trải nghiệm là gì? Trải nghiệm là gì các bạn? Thưa cô em nói được không ạ? Mời em. Dạ, kính thưa cô ạ và các anh chị.
À, theo em là trải nghiệm đó là học sinh sẽ được trực tiếp làm những cái việc, làm những cái hoạt động cụ thể như trong nội dung bài học, như là các con đã trực tiếp làm đèn trung thu, hay là các con được trực tiếp được tham gia thực tế việc làm gốm, công đoạn gốm là làm một việc thực tế. Thứ hai là các con được trồng cây hoặc là chăm sóc cây xanh, chứ không chỉ nói bằng lời trên lớp học mà còn được việc làm cụ thể, hành động trực tiếp ạ. Em xin cảm ơn cô. Rồi, ai cần ý kiến gì? Thì các bạn thấy ở dạy học, cái trải nghiệm là học sinh nó sẽ được vận dụng các giác quan, nhìn sờ, nếm ngửi, vân vân, đúng không? Thì còn gì nữa các bạn? Còn gì nữa? Đó là một cái quá trình như thế nào? Tôi coi các bạn nào. Trải nghiệm là quá trình hoạt động năng động để thu thập kinh nghiệm. Còn ý kiến gì nữa không? Ta thấy trải nghiệm đó là một cái quá trình nhận thức và khám phá đối tượng bằng cái việc là tương tác với đối tượng thông qua các thao tác vật chất bên ngoài, ví dụ như là nhìn, sờ, nếm, ngửi, vân vân, và các quá trình tâm lý bên trong, ví dụ như là chú ý, ghi nhớ, tư duy, tưởng tượng, vân vân. Và thông qua đó thì chủ thể có thể học hỏi nè, có thể tìm tòi nè, sáng tạo nè, tiếp tiếp thu nè, tích lũy được kinh nghiệm cho bản thân và hoàn thiện các kỹ năng trong cuộc sống. Đó là trải nghiệm. Vậy thì dạy học trải nghiệm là gì? Nãy chúng ta cũng có tìm hiểu tích hợp, dạy học tích hợp. Bây giờ chúng ta vừa tìm hiểu trải nghiệm. Thì bây giờ dạy học trải nghiệm là gì? Dạy học trải nghiệm là gì? Dạy học trải nghiệm là gì? Thưa cô, em xin phát biểu ạ. Xin mời em. À, thưa cô, dạy học trải nghiệm theo em thì nó là một phương pháp giáo dục hiện đại khuyến khích cho học sinh tham gia các cái hoạt động khám phá, để từ đó học sinh có thể thực hành và phân tích được cái bài học cũng như là cái hành động của mình. Rồi, cảm ơn bạn. À, các bạn nói là gì, quá trình trải nghiệm tham gia vào những hoạt động thực tế cuộc sống. Thì chúng ta thấy rằng dạy học trải nghiệm đó là trong đó thì người dạy khuyến khích người học tham gia trải nghiệm thực tế, rồi sau đó thì phản ánh tổng kết lại để tăng cường hiểu biết nè, phát triển kỹ năng nè, rồi định hình giá trị sống nè, rồi phát triển tiềm năng của bản thân để có thể tiến tới cái sự đóng góp tích cực cho cộng đồng và cho xã hội. Thì chúng ta thấy rằng cái học trải nghiệm đó là một cái quy trình học thông qua thực nghiệm. Cái quy trình này nó bắt đầu với việc là với việc thực hành, thực nghiệm, và sau đó thì người học sẽ phân tích nè, sẽ suy ngẫm về cái sự trải nghiệm và kết quả của cái sự trải nghiệm đó. Thì cái quy trình này thì nó sẽ giúp cho học sinh củng cố được kiến thức nè, hình thành và phát triển các năng lực nè, rồi các kỹ năng mới, và thậm chí là cả cách tư duy mới nữa các bạn. Khi mà học sinh mà học thông qua thực hành á, thì học sinh sẽ được học từ chính cái kinh nghiệm của chính mình thông qua cái việc tiếp xúc trực tiếp với học liệu nè, rồi với đối tượng khác nè, với việc thông qua học một cuốn sách. Tức là nếu mà học sinh học mà thông qua sách thì tức là học sinh đang thông qua cái kinh nghiệm của người khác rồi đúc kết bằng văn bản. Còn nếu mà chúng ta cho học sinh học bằng trải nghiệm thì học sinh nó sẽ thông qua cái việc tiếp xúc trực tiếp luôn. Rồi, vậy thì theo các bạn, cái quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học nó sẽ gồm mấy bước? Khi mà chúng ta tổ chức cái hoạt động trải nghiệm cho học sinh thì giáo viên của chúng ta cần phải thực hiện theo một
quy trình nhất định để các hoạt động trải nghiệm tích hợp vào trong các hoạt động học tập một cách hợp lý để từ đó mang lại cái hiệu quả học tập tích cực đối với học sinh. Vậy thì theo các bạn, khi mà tổ chức cái hoạt động trải nghiệm thì có thể tổ chức theo các bước nào? Rồi theo bạn Bùi Xuân Mai Đoan là 7 bước. 7 bước là như thế nào? Bạn có thể trình bày cho cô và cả lớp được không? Dạ thưa cô, em xin trình bày ạ. Là gồm có 7 bước. Bước 1 là đặt tên cho các hoạt động. Bước 2 là xác định mục tiêu của hoạt động. Bước 3 là xác định nội dung và hình thức của hoạt động. Bước 4 là chuẩn bị hoạt động. Bước 5 là lập kế hoạch. Bước 6 là thiết kế chi tiết hoạt động. Và bước 7 là kiểm tra điều chỉnh hoàn thiện hoạt động mà. Các bạn khác có ý kiến gì nữa không? Sao? Các bạn có ý kiến gì nữa không? Đủ hết rồi cô ạ. Cô chúc để cô cắm cái pin vô nó thấy đi. Rồi. À các bạn thấy ha, nếu như các bạn đọc sách vở thì có sách á, thì cho là 5 bước, có sách thì cho 6 bước, có sách thì cho 7 bước. Như các bạn đưa ra 7 bước thì cái bước này có thể là ít hơn hay nhiều hơn là do nhiều lúc là các bước nó được gom lại hay là được tách ra vân vân. Nhưng mà cái nội dung của cái quy trình đó nó không thay đổi. Ha, thì các bạn thấy là thường nó sẽ được theo cái quy trình như sau. Cô sẽ giới thiệu cho các bạn. Nhất là giáo viên sẽ lựa chọn nội dung và các điều kiện tổ chức hoạt động trải nghiệm. Khi mà chúng ta tiến hành cái bước này á, thì giáo viên của chúng ta cần phải chú ý lựa chọn những cái nội dung phù hợp với mục tiêu bài học. Và chúng ta cũng cần phải tính đến cái cơ sở vật chất phù hợp với những cái điều kiện cụ thể. Đó là bước thứ nhất. Rồi bước thứ hai là giáo viên thì chúng ta sẽ thiết kế cái hoạt động trải nghiệm. Khi tiến hành cái bước này thì giáo viên cần phải chú ý. Thứ nhất là mỗi hoạt động phải làm rõ kỹ thuật tổ chức, nhiệm vụ và sản phẩm cần đạt được là gì. Thứ hai là cần tạo cái môi trường trải nghiệm để học sinh có thể huy động được vốn kiến thức kinh nghiệm của bản thân. Thứ ba là hướng dẫn cụ thể để học sinh có thể thử nghiệm vận dụng vân vân. Rồi bước thứ ba là tổ chức cho học sinh tham gia cái hoạt động trải nghiệm. Để tổ chức hiệu quả thì giáo viên của chúng ta cũng cần phải chú ý là nêu rõ cách thức tổ chức là cho học sinh làm việc nhóm hay là cho học sinh làm cá nhân vân vân. Rồi thứ hai là chúng ta phải giao nhiệm vụ cụ thể và chúng ta có thể hỗ trợ giáo viên học sinh giáo viên có thể hỗ trợ học sinh vượt qua các chướng vật các chướng ngại vật và cuối cùng là tính đến thời gian và địa điểm tổ chức. Bước thứ tư là giáo viên sẽ tổ chức đánh giá các hoạt động trải nghiệm. Trong bước này thì giáo viên cần phải chú ý là hướng dẫn cách thức đánh giá, đưa ra cái tiêu chí và yêu cầu của các sản phẩm và bình chọn khen thưởng nếu có. Và bước cuối cùng là kết luận và vận dụng các tình huống mới. Chúng ta sẽ cho học sinh chia sẻ cái kinh nghiệm rồi từ đó rút ra cái bài học và hướng vận dụng như thế nào. Tùy đối với các môn học khác nhau thì cái hoạt động trải nghiệm có thể linh hoạt thực hiện theo các tiết khác nhau. Các bạn lưu ý ha. Ví dụ, cô lấy một cái ví dụ như là cái chủ đề đến thăm người thân thì các bạn thấy ở cái bài này mục tiêu đó là tạo điều kiện cho học sinh có được cái trải nghiệm tiếp xúc với người trong họ hàng hay là người thân quen của gia đình. Từ đó thì học sinh sẽ cải thiện được cái kỹ năng giao tiếp, kinh nghiệm xã hội. Cái mục tiêu thứ hai đó là học sinh cảm nhận được và hiểu được cái tầm quan trọng của việc quan tâm yêu thương lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình và trong xã hội. Và cái nội dung
Của cái chủ đề này nó sẽ là gồm 5 trọng. Thứ nhất là kể về một lần được bố mẹ đưa đến thăm họ hàng hay là người thân của gia đình. Thứ hai là thảo luận về những việc cần làm trước khi đến thăm người thân. Rồi thứ ba là thảo luận về những việc cần làm khi gặp người đến thăm và trong cái thời gian thăm người ấy như thế nào. Và thứ tư đó là cùng gia đình đến thăm một người thân và viết nhật ký, và cuối cùng là chia sẻ với các bạn trong lớp về chuyến đi thăm người thân. Và